Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Hôm nay giờ cũng chiều rồi, mình tranh thủ ra quay giới thiệu bà con lô ổi nữ hoàng mình mới nhập về. Đó, hiện tại mình nhập về được 200 thì, để có hàng mới cho bà con có thể thoải mái lựa chọn thôi, tại vì ổi nữ hoàng hiện tại đang rất là hút hàng luôn. Đó. Thì nó rất là dễ trồng, như là thời gian cho trái sớm nó rất là thích hợp cho những cái mô hình mà lấy ngắn nuôi dài á, trồng xen vô các vườn bích sầu riêng rồi rất là hiệu quả, nên nó rất là được ưa chuộng. Cái giá thành của nó thì cũng tương đối là ổn định hơn các giống ổi khác, và cái năng suất thì cũng tương đối cao. Đây là cái giống ổi nữ hoàng da láng giống mới nha mọi người, nên nó giống này nó cải tiến, nó hạn chế được cái sự rụng bông rụng trái rất là tốt. Đó. Thì, lô cây về cửa hàng thì tương đối là đẹp, và nó hai chia ba chia rất là nhiều. Đó. Đây rất là đều. Đó, đã lú được hết rồi nha, lú mầm hết rồi. Đó, hai chia này, ba chia này. Đó. Lú mầm hết nha mọi người. Cây thì rất là đều và đẹp. Đó, mọi người đang có nhu cầu thì có thể thế giới kia giống chi nhánh Cái Bè nha mọi người. Địa chỉ quốc lộ 30 ấp 4 xã Tân Hưng huyện Cái Bè. Còn mọi người mà có nhu cầu mà mua mà không đến cửa hàng lấy được thì mình có thể hỗ trợ giao bằng shipper nha. Hoặc là nếu gần thì mình có thể hỗ trợ giao cho mọi người luôn. Dưới 10 km thì mình sẽ hỗ trợ giao miễn phí cho mọi người nha. Còn trên 10 km hoặc là đối với các tỉnh xa hơn thì mình có thể đi bằng shipper nha mọi người. Đó. Mình mọi người có nhu cầu cứ liên hệ đến số điện thoại là 0824664499 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy subscribe theo dõi kênh để đón xem các cái video hấp dẫn khác nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.